Sống An Lạc hân hạnh gặp lại quý khán giả cùng những thông tin sức khỏe ý nghĩa. Các bạn thân mến, dạ dày là cơ quan đảm nhiệm chức năng quan trọng trong việc trao đổi chuyển hóa các chất thành năng lượng nuôi tế bào để duy trì mọi hoạt động sống của cơ thể. Nếu như trái tim ngừng đập có thể dẫn tới tử vong nhanh chóng, thì khi chức năng dạ dày không hoạt động cũng có thể khiến cơ thể chết dần chết mòn. Điều đáng buồn là hầu hết những bệnh lý liên quan đến dạ dày đều xuất phát từ lối sống thiếu khoa học mà chúng ta vẫn đang hàng ngày thực hiện. Vậy cần làm gì để bảo vệ dạ dày không bị tổn thương? Sống An Lạc ngày hôm nay sẽ chia sẻ tới quý khán giả 3 loại trà nên uống, 3 việc tốt nên làm và 3 loại quả cần hạn chế ăn để dạ dày khỏe mạnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, chúng tôi sẽ chỉ ra một số thói quen xấu gây tổn thương đến dạ dày mà quý vị và các bạn cần phải loại bỏ trong cuộc sống. Thứ nhất, không ăn sáng, axit dạ dày sẽ làm tổn thương niêm mạc dạ dày và bước tiếp theo là gây hại cho dạ dày. Thứ hai, trong bữa ăn vừa nói chuyện, vừa chơi điện thoại di động, nuốt xuống quá nhiều khí sẽ dẫn đến khó tiêu và cuối cùng gây nên các bệnh mãn tính. Thứ ba, thích ăn những thực phẩm cay, lẩu nóng, các món chiên nướng nhiều dầu mỡ, tất cả sẽ đều làm bệnh dạ dày thêm trầm trọng hơn. Thứ tư, thích uống nước lạnh, ăn hải sản, dạ dày thích ấm, sợ lạnh. Những thực phẩm lạnh sẽ làm tổn thương tới sức khỏe của dạ dày. Thứ năm, bữa trưa ăn quá nhiều dầu mỡ, thức ăn lưu lại trong dạ dày một thời gian dài làm tăng áp lực cho dạ dày. Thứ sáu, ăn tối muộn, thích thức khuya, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, đường tiêu hóa không thể nghỉ ngơi, niêm mạc dạ dày không thể sửa chữa kịp thời. Theo thời gian có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Thứ bảy, ăn nhanh, ăn nhiều các thực phẩm thô, trực tiếp mài mòn niêm mạc dạ dày, làm tăng gánh nặng cho dạ dày, càng khiến hoạt động của dạ dày bị suy giảm. Thứ tám, uống nhiều rượu. Rượu cũng trực tiếp làm ảnh hưởng niêm mạc dạ dày, gây viêm loét hoặc chảy máu dạ dày. Và thứ 9 là thói quen thích hút thuốc, khiến cho máu cung cấp cho niêm mạc dạ dày bị suy giảm, từ đó sẽ làm tổn thương niêm mạc dạ dày, cản trở chức năng làm rỗng dạ dày, dễ khiến mật chảy ngược vào dạ dày và gây tổn thương mạnh cho niêm mạc dạ dày. Liệu pháp trà có những ưu điểm độc đáo trong việc điều chỉnh các bệnh về dạ dày. Nếu dạ dày của bạn không tốt, bạn có thể uống thêm trà để nâng cao sức khỏe của dạ dày. 3 loại trà tốt cho dạ dày mà bạn nên uống bao gồm: thứ nhất là trà sen. Uống trà sen rất tốt cho hệ tiêu hóa, cải thiện quá trình lưu thông máu. Do vậy, càng có nhiều lý do nhiều hơn để bạn nên thường xuyên uống trà sen. Ngay cả đối với những người bình thường cũng nên uống trà sen hàng ngày, giúp phòng ngừa các bệnh dạ dày và có giấc ngủ ngon. Thứ hai, trà gạo. Sử dụng trà gạo như một bài thuốc chữa đau dạ dày, làm giảm tình trạng đầy hơi, chướng bụng, ăn không tiêu, tiêu chảy rất hiệu quả. Cách sử dụng như sau. Bạn lấy khoảng nửa chén gạo đem đun sôi với khoảng 6 cốc nước nhỏ trong vòng 10 đến 15 phút. Sau 10 phút, lọc bỏ gạo, lấy phần nước gạo thu được. Hãy pha thêm một thìa mật ong vào thứ nước này và uống ngay khi còn nóng. Và thứ ba là trà hoa cúc. Người bệnh dạ dày hãy thử ngay một cốc trà hoa cúc mỗi khi có dấu hiệu xuất hiện các cơn đau dạ dày, giúp làm dịu nhanh chóng. Trà hoa cúc có tác dụng làm dịu cơn đau dạ dày rất tốt và phòng tránh bị chuột rút dạ dày. Mọi người nên thường xuyên uống loại trà này để phòng ngừa các biểu hiện bệnh dạ dày có thể xảy ra bất cứ khi nào như đầy hơi, chướng bụng. Dạ dày không tốt, hãy cố gắng làm tốt 3 việc sau đây. Việc thứ nhất, kiên trì ăn sáng và bổ sung đầy đủ dinh dưỡng vào bữa sáng. Để bảo vệ dạ dày, một bữa sáng bổ dưỡng là điều rất quan trọng. Bạn cần duy trì thói quen ăn sáng đều đặn và bữa sáng nên đa dạng thực phẩm, đặc biệt nên ăn các thực phẩm ấm. Buổi sáng cũng nên ăn một số thực phẩm giàu protein và chất béo, chẳng hạn như trứng, các sản phẩm từ đậu nành, thịt nạc. Bữa sáng cũng nên ăn trái cây, rau củ với lượng thích hợp. Buổi sáng không nên ăn quá nhiều các loại thịt hoặc các loại thực phẩm chiên quá nhiều dầu mỡ. Việc làm thứ hai là hãy nên ăn đủ 3 bữa và mỗi bữa không nên ăn quá no. Ăn đủ 3 bữa, không ăn quá nhiều là phương pháp nuôi dưỡng dạ dày tốt nhất. Bình thường mà nói, từ 3 đến 4 tiếng dạ dày sẽ trống rỗng. Từ 7 đến 9 giờ là ăn sáng, từ 11 đến 13 giờ là ăn trưa và từ 17 đến 19 giờ là khung giờ dành cho ăn tối. Nếu ăn no 10 phần là no căng thì chỉ nên ăn từ 7 đến 8 phần. Buổi tối, bạn hãy cố gắng không nên ăn sau 21 giờ. Điều này sẽ giúp dạ dày của bạn được nghỉ ngơi. Tóm lại, ăn 3 bữa có quy luật, cố gắng ăn sáng, không đợi đến khi cơ thể quá đói rồi mới ăn quá nhiều và không ăn nhẹ vào ban đêm. Thứ ba, vận động thích hợp. Để bảo vệ sức khỏe của dạ dày, cần phải vận động thích hợp. Vận động, tập thể dục có thể kích thích phản xạ và vùng trung tâm ăn uống ở phía bên ngoài hạ khâu não, giúp nâng cao khả năng tiêu hóa, tăng cảm giác thèm ăn. Ngược lại, thời gian dài không tập luyện sẽ dẫn đến mất cảm giác ngon miệng, dạ dày vận động không đủ, lâu dài gây viêm dạ dày, viêm đại trực tràng và hình thành khối u. Tập thái cực quyền, đi bộ, chạy bộ, đạp xe, bơi lội đều là những lựa chọn tốt, mỗi tuần tập luyện từ 3 đến 4 lần. Và cuối cùng, dạ dày không tốt thì nên ăn ít 3 loại quả sau đây. Thứ nhất là quả kiwi. Quả kiwi có tính lạnh, tiêu thụ quá mức có thể làm tổn thương dương khí của lá lách và dạ dày, và nó còn có thể gây đau bụng, tiêu chảy. Ngoài ra, lượng lớn vitamin C và pectin có trong quả kiwi sẽ làm tăng axit dạ dày, tăng gánh nặng cho dạ dày và gây ra các triệu chứng như đau bụng, axit pantothenic và ở nóng. Thứ hai, quả hồng. Quả hồng có chứa một lượng tannin nhất định. Khi ăn hồng có vị chát, tê lưỡi thì chính là do tannin co lại. Tannin có tác dụng co lại rất mạnh, khi đi vào dạ dày sẽ dễ kết hợp với axit dạ dày, từ đó đông cứng thành từng mảng và kết thành sỏi. Thứ ba, quả táo. Nhiều chuyên gia đã cảnh báo rằng bệnh nhân đau dạ dày không nên ăn nhiều táo. Chất xơ trong táo sẽ kích thích dạ dày và dễ làm tổn thương hệ tiêu hóa. Táo là loại trái cây tốt cho sức khỏe nhưng sẽ khiến bệnh tình nặng thêm ở nhóm người đau dạ dày. Các bệnh lý về dạ dày rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày, thậm chí trẻ nhỏ cũng có thể là đối tượng mắc bệnh. Khi chúng ta ăn uống không hợp lý, sinh hoạt, nghỉ ngơi không đúng cách sẽ rất dễ khiến các bệnh về dạ dày hình thành, ví dụ như đau dạ dày, viêm loét dạ dày tá tràng, xuất huyết dạ dày và thậm chí là ung thư dạ dày. 4 sai lầm mà chúng tôi chỉ ra ngay sau đây chính là chất xúc tác khiến bệnh về dạ dày trở nên nghiêm trọng hơn, cần chúng ta phải loại bỏ càng sớm càng tốt. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Sai lầm thứ nhất, hễ cảm thấy đau dạ dày là lập tức uống một cốc sữa nóng. Trên thực tế, quan niệm mà nhiều người đang áp dụng này là sai. Lý do là bởi có nhiều nguyên nhân gây đau dạ dày và những người bị đau dạ dày thì không nên uống sữa khi bụng đói. Thay vào đó, bạn cần ăn thức ăn đặc. Mặc dù sữa có thể trung hòa axit dạ dày và làm giảm đau dạ dày, nhưng nó chỉ có thể duy trì trạng thái đó trong 1 giờ. Điều này sẽ kích thích tăng axit dạ dày và tăng cảm giác đau. Mục đích của việc ăn thực phẩm rắn là tăng thời gian tiêu hóa và kéo dài thời gian cư trú của sữa trong dạ dày để trung hòa axit dạ dày và chấm dứt cơn đau dạ dày. Sai lầm thứ hai, quan niệm rằng ăn gừng có thể làm ấm bụng. Có một câu nói nổi tiếng trong y học Trung Quốc, thực phẩm cứ thích là có thể ăn, với hàm ý tất cả các loại thực phẩm nếu bạn không ghét là có thể ăn để bồi bổ sức khỏe. Khi ăn với niềm yêu thích thì thực phẩm sẽ phát huy được tác dụng của nó khi chúng ta ăn vào bụng. Món ăn có hương vị đặc trưng thì nhiều người sẽ yêu thích và nhớ nhiều hơn sau khi ăn. Điều bạn cần chú ý là giả sử như món gừng dù rất tốt nhưng lại phải nghiên cứu phân tích tính năng của chúng trước khi bạn ăn vào. Dạ dày của bạn nếu thuộc nhóm hàn lạnh sinh bệnh thì sẽ dễ bị chướng bụng hoặc đau bụng đi ngoài, kể cả khi bạn ăn vài lát gừng hoặc uống cốc nước gừng thì tình trạng bệnh sẽ cải thiện nhanh chóng. Thế nhưng ngược lại, nếu bạn thuộc nhóm dạ dày nóng nhiệt, ăn gừng vào sẽ dễ bốc hỏa, nổi mụn, phồng mồm hoặc hơi thở hôi. Trong trường hợp đó, tất nhiên bạn không nên ăn gừng với mục đích làm cho ấm bụng được nữa. Gừng còn có thể gây kích thích dạ dày và làm cho chứng đau bụng trở nên nặng hơn. Sai lầm thứ ba, tin rằng cháo dễ tiêu hóa thì tốt cho bệnh dạ dày. Ăn cháo có thể làm giảm gánh nặng cho dạ dày, giúp dạ dày làm việc nhẹ nhàng hơn. Thế nhưng một điều cần lưu ý là nhiệt độ của cháo khi ăn không nên quá nóng, nhiệt độ cao sẽ làm hỏng niêm mạc dạ dày, và điều khác là đảm bảo rằng bạn đang ăn cháo nấu thật mềm chứ không phải là cơm chan canh. Loại cháo tốt hơn cho sức khỏe dạ dày chính là kiểu nấu cháo hoa xiên xệt, không quá loãng cũng không quá đặc, hạt gạo nhuyễn cùng với nước, coi cháo là một món ăn nhẹ để ăn giữa các bữa chính. Nếu cháo nấu không đúng cách, gạo và nước rời rạc, hạt gạo cứng thì nguy cơ cho việc đau dạ dày lại càng cao hơn. Sai lầm thứ tư, áp dụng tuyệt đối quy tắc ăn cơm chỉ ăn lưng lửng bụng, không ăn no. Do xã hội đã phát triển nhanh và mọi người đã trở nên vô cùng bận rộn, công việc nặng nhọc, vất vả. Nếu việc ăn ít đi có thể tốt cho sức khỏe nhưng lại khiến bạn không đủ năng lượng để cơ thể hoạt động đầy đủ thì bạn cũng cần phải nên xem xét lại. Mặc dù khái niệm ăn no 7 phần, tức là ăn hơi lưng lửng bụng, mỗi bữa sẽ rất tốt cho sức khỏe. Thế nhưng ở nhóm những người lao động vất vả thì đây chính là cách ăn uống không đảm bảo đủ năng lượng để đối phó với công việc. Miễn là bạn khỏe mạnh, bạn chỉ cần ăn đến mức không còn cảm thấy đói. Bạn không cần phải ăn đến mức no, không đứng dậy nổi. Thế nhưng khi bạn có vấn đề về dạ dày, nên ăn vừa đủ để tránh làm tình trạng nặng đường tiêu hóa. Trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn nên chú ý tránh 4 hiểu lầm nêu trên. Khi ăn uống, chú ý không nên ăn thực phẩm quá ngọt, quá nhiều dầu mỡ để hạn chế làm kích thích dạ dày, gây kích ứng đường tiêu hóa và khó chịu cho cơ thể. Cuộc sống hiện đại có quá nhiều áp lực làm cho bạn luôn bận rộn. Đây cũng là lý do khiến nhiều người ăn uống không đúng giờ, không chăm sóc bữa ăn an toàn, tạo ra nguy cơ mắc bệnh dạ dày ngày càng cao. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, điều này luôn luôn đúng. Ngay sau đây sẽ là 7 phương pháp giúp bạn tự bảo vệ dạ dày của mình. Bạn cần thật sự kiên trì để có thể duy trì dạ dày trong trạng thái khỏe mạnh nhất. Thứ nhất, hãy chú ý đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Chuyên gia nhắc bạn nên chú ý đến vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh cơ thể, rửa tay trước khi ăn. Trái cây tươi phải được rửa sạch sẽ để tránh bị nhiễm độc thực phẩm, ăn phải vi khuẩn. Tuyệt đối tránh việc ăn thức ăn ôi thiêu, nấm mốc. Hãy luôn nhớ, dạ dày thích những gì ấm áp và ghét những thứ nguội lạnh. Vì vậy, chuyên gia khuyên bạn không nên ăn thực phẩm ở dạng lạnh hoặc thực phẩm có tính hàn, cần hạn chế ăn quá nhiều. Những người quan tâm đến việc bảo vệ dạ dày hoặc có bệnh dạ dày, đừng quên rằng bánh mì chính là bạn đồng hành thân thiết của bạn. Thứ hai, ăn chậm, nhai kỹ. Dạ dày là cơ quan tiêu hóa có chức năng chính để nghiền thức ăn, chuyển hóa các chất dinh dưỡng trong thức ăn vào cơ thể thông qua các bộ phận hỗ trợ khác của hệ tiêu hóa. Khi thực phẩm được đưa vào dạ dày sẽ ở lại một thời gian dài để tiêu hóa. Các thức ăn thô sẽ được nhào nặn liên tục để trở nên nhỏ nhất có thể. Việc ăn chậm, nhai kỹ ngay từ miệng sẽ giúp dạ dày giảm tải gánh nặng và không phải lao lực quá sức. Thứ ba, uống nước đúng cách. Ai cũng uống nước, nhưng không phải ai cũng biết uống nước đúng cách. Nếu muốn bảo vệ dạ dày thì lại càng phải chú trọng việc uống nước sao cho đúng và lành mạnh. Các chuyên gia khuyên rằng bạn nên uống ít nhất một cốc nước ấm hoặc nhiều hơn vào mỗi buổi sáng sau khi thức dậy để làm sạch đường ruột. Vào khoảng 10 giờ, bạn tiếp tục uống nước, sau đó uống thêm một lần nữa vào trước bữa ăn trưa. Buổi chiều, bạn nhớ uống nước vào lúc 3 giờ chiều, sau đó bạn tiếp tục uống trước bữa ăn tối. Nếu không thích uống nước thời điểm này, bạn có thể ăn canh để thay thế. Nhu cầu uống nước của mỗi người là khác nhau, thế nhưng thông thường bạn nên lưu ý cứ cách mỗi 2 tiếng bạn lại nên uống nước một lần. Tốt nhất là không uống sau 9:30 tối để tránh mắt bị phù nề vào sáng ngày hôm sau. Thứ tư, xoa bụng. Mỗi tối trước khi đi ngủ, lấy rốn làm trung tâm, đặt 2 lòng bàn tay lên bụng và xoa tròn 30 lần về hướng bên trái, 30 lần về bên phải. Nên xoa nhẹ nhàng khi bắt đầu, sau đó tăng mạnh dần lên. Cũng có thể tiện tay xoa lan ra phía eo lưng. Làm theo cách này liên tục trong một thời gian, chức năng tiêu hóa sẽ được cải thiện đáng kể. Ngoài ra, còn giúp hạn chế chứng ợ hơi và trào ngược dạ dày. Thứ năm, luôn giữ ấm bụng. Dù ở trong điều kiện thời tiết nào, bạn cũng nên chú ý giữ ấm vùng bụng. Đặc biệt vào mùa hè, nhiều người cảm thấy hơi nóng một chút đã lập tức cởi áo hoặc là mặc đồ phong phanh khi đi ngủ. Đây là điều cần tránh bởi vì sẽ gây lạnh bụng mà bạn không hề biết. Khi nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn giữa ban ngày và ban đêm, những người bị viêm dạ dày mãn tính cần đặc biệt chú ý, mặc quần áo kín vùng bụng, đắp chăn che bụng để tránh làm cho dạ dày bị lạnh, gây ra đau hoặc làm bệnh trở nên nặng hơn. Thứ 6. Tập thể dục hợp lý. Hoạt động thể dục là việc vô cùng quan trọng giúp cơ thể của bạn luôn khỏe mạnh. Tuy nhiên, dạ dày lại luôn mong bạn chú ý về thời gian tập luyện phù hợp. Để dạ dày có thể thảnh thơi làm việc bình thường, bạn không nên tập thể dục trong vòng 1 tiếng sau các bữa ăn. Tốt nhất nên nghỉ ngơi thư giãn từ 30 đến 60 phút sau bữa ăn để dạ dày làm việc trong tư thế thoải mái nhất. Đồng thời, ăn xong cũng không nên đi ngủ ngay lập tức, bởi khi bạn đi ngủ, các thực phẩm sẽ lưu lại trong dạ dày quá lâu, từ đó gây ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa. Và điều thứ 7, hãy giữ cho tâm trạng của bạn luôn thoải mái. Hầu như ai cũng biết rằng khi tâm trạng buồn bực, chán nản hoặc ở trạng thái tiêu cực sẽ gây chán ăn hoặc ăn uống thất thường, ăn không ngon miệng và khó tiêu. Các chuyên gia chỉ ra rằng tâm trạng luôn ảnh hưởng lớn đến dạ dày, tá tràng, các mạch máu. Vì vậy, cách tốt nhất là hãy luôn luôn duy trì một tâm trạng hạnh phúc, vui vẻ, an nhiên, tự tại. Với những chia sẻ ngày hôm nay, chúng tôi hy vọng rằng đã mang đến cho quý khán giả của Sống An Lạc những bí quyết hữu ích để các bạn có thể chăm sóc dạ dày tốt hơn và từ đó bảo vệ sức khỏe lành mạnh hơn. Kính chúc quý khán giả của chúng tôi luôn khỏe mạnh, an lạc và hạnh phúc. Và đừng quên đón xem chương trình mỗi ngày để không bỏ lỡ những thông tin sức khỏe ý nghĩa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.